Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý phụ huynh của các em, các con thân mến, hôm nay là ngày cuối của khóa học hè năm 2020. Trước hết thì thầy xin cảm ơn tất cả phụ huynh của các em đã tạo điều kiện cho các em về đây tham dự 7 ngày tu học. Và thầy cũng cảm ơn các con đã dành cái thời gian nghỉ hè để về chùa tu học. Trong 7 ngày qua, các con đã được cha mẹ tạo điều kiện cho mình được về chùa vui chơi tu học. Các con đã được quý thầy ở đây chăm sóc, lo lắng, dạy dỗ trong 7 ngày. Ngoài ra, các Phật tử cũng đã lo lắng cho các con về mọi phương diện, vấn đề ăn, vấn đề ngủ nghỉ, vấn đề y tế, nói chung ra mọi sinh hoạt trong 7 ngày. Nhờ vậy mà các con mới có được an ổn để mà tu học. Các con phải nhớ cái ơn, trước hết là nhớ ơn cha mẹ. Cha mẹ đã cho mình cái thân thể này, nuôi dưỡng, dạy dỗ mình cho đến ngày hôm nay. Cha mẹ lại còn tạo điều kiện cho chúng ta được về chùa tu học. Các con cứ suy nghĩ 7 ngày các con ở đây thì cha mẹ các con làm gì? Phải đi làm, kiếm tiền để sau 7 ngày về lại tiếp tục nuôi các con ăn học. Thì các con phải thương cha mẹ, phải nghe lời, phải chịu khó học. Các con đã được quý thầy chỉ dạy trong 7 ngày, nhất là nói về vấn đề công ơn cha mẹ. Và các con cũng đã hiểu, một số đã nhận ra được tình thương của cha mẹ. Đồng thời một số các con cũng đã nhận được cái lỗi lầm mà mình đã sai phạm, đã có những lời nói, hành động không tốt với cha mẹ. Và các con đã bày tỏ qua những cái bài viết mà vừa rồi thì các thầy đã cho các con viết. Thì trong đó thì cũng có một số bài các con viết rất là hay và tràn đầy cảm xúc, nói lên được cái tình thương của cha mẹ đối với mình và những cái lỗi lầm mà mình tạo ra cho cha mẹ. Qua 7 ngày tu học, các con đã nhận ra được điều đó thì thầy rất là vui mừng. Và thầy hy vọng rằng các con sau khi về nhà cố gắng nghe lời cha mẹ, cố gắng học để không phụ lòng quý thầy ở đây dạy dỗ. Và mình phải thể hiện rằng mình đi đến chùa 7 ngày tu học đem lại những điều lợi ích tốt đẹp cho bản thân, và để cho cha mẹ thấy rằng mình đi đến chùa 7 ngày mình học được những điều hay, những điều tốt. Và trong 7 ngày thì các con ở đây được quý thầy lo lắng về chỗ ăn, chỗ ở, rồi dạy bảo thức khuya dậy sớm để lo cho các con. Thì các con cũng phải nhớ ơn các thầy mà cố gắng học tập. Rồi ngoài ra thì các con cũng còn phải nhớ ơn Tổ quốc mà hôm trước các con học ở trong bài nhớ ơn. Các con đã thuộc bài nhớ ơn hết chưa?
Phải nhớ học thuộc bài đó, nhớ ơn cha mẹ, rồi nhớ ơn thầy tổ hay là tam bảo, rồi nhớ ơn tổ quốc, rồi nhớ ơn ai nữa, nhớ ơn chúng sinh. Hôm trước chúng ta đã nghe bốn cái ơn đó. Thứ nhất là ơn, thứ hai ơn thầy tổ hay là ơn tam bảo, thứ ba ơn tổ quốc, thứ tư ơn chúng sinh, ơn cha mẹ, ơn thầy tổ. Thì ơn thầy tổ có nghĩa là khi các con lớn lên thì đi học thì có thầy ở ngoài đời dạy mình biết chữ, dạy mình kiến thức, dạy mình nghề nghiệp. Còn các con đi vào chùa thì có các thầy dạy cho mình đạo đức. Thì chúng ta phải nhớ ơn, phải sống tốt, sống có đạo đức. Rồi chúng ta phải nhớ ơn tổ quốc là vì nhờ có các vị lãnh đạo thì chúng ta mới có yên ổn để mà ở đây tu tập. Rồi chúng ta nhớ ơn chúng sanh là ơn những người cày cấy thì chúng ta mới có gì? Có lúa gạo ăn. Rồi chúng ta nhớ ơn những người dệt vải thì chúng ta mới có gì? Có quần áo để mặc. Rồi tất cả mọi thứ mà chúng ta đang sử dụng ở đây đều nhờ rất nhiều người mà có. Không có họ làm thì chúng ta không có những đồ dùng, những tiện nghi mà trong sinh hoạt cuộc sống của chúng ta. Do vậy mình phải nhớ ơn. Nhớ ơn thì các con phải giữ gìn, bảo vệ, tiết kiệm, không được phung phí. Đó là bốn ơn mà trong cái bài học nhớ ơn á, các con hàng ngày được các thầy hướng dẫn học để các con cố gắng học thuộc và nhớ về đem những cái lời dạy ở trong bài học đó để áp dụng vào trong cuộc sống và cố gắng trở thành người con ngoan, học trò giỏi và là người có đạo đức. Bây giờ các con thử đọc lại cái bài nhớ ơn xem coi có thuộc không. Đi 7 ngày mà không thuộc bài nhớ ơn á là các thầy buồn lắm đó. Mà 7 ngày các thầy đã hướng dẫn cho các con ngày nào cũng đọc rồi mà không thuộc thì chúng ta không có cái gì để mà đem về cho cha mẹ vui hết à. Thì bây giờ các con đọc lại cái bài nhớ ơn coi. 2, 3. Con xin nhớ ơn cha. Oh.
Thầy rất là vui khi các con đã thuộc được cái bài nhớ ơn, và thầy mong rằng các con cố gắng về theo bài nhớ ơn này mà đối xử với cha mẹ, đối xử với ông bà, đối xử với anh em, đối xử với mọi người làm sao cho hợp đạo lý. Bây giờ thầy muốn hỏi một vài em về sau khi mình dự khóa tu 7 ngày ở đây, về nhà thì mình sẽ đối xử với mẹ, với cha như thế nào, và mình sẽ học tập như thế nào. A Di Đà Phật, con xin trả lời là sau khóa tu này con về, con hứa với ba mẹ là không làm cho ba mẹ buồn và không cãi lại cha mẹ nữa. A Di Đà Phật. Còn gì nữa không? Dạ không. Hết rồi hả? Rồi. Bạn khác. Dạ thưa thầy, con xin trả lời khi về nhà con hứa sẽ vâng lời cha mẹ, thương yêu cha mẹ, nghe lời cha mẹ, không cãi lời cha mẹ và làm cho ba mẹ hài lòng. Khi ba mẹ sai khiến mình phải nghe theo và làm theo lời ba mẹ nói. À giờ Phật con xin hết. A Di Đà Phật, con xin trả lời thầy là khi về con sẽ ôm ba mẹ con và con nói rằng là cha mẹ ơi, con cảm thấy thật là hạnh phúc khi được làm con của cha mẹ. Con sẽ cố gắng học giỏi, phụ giúp ba mẹ thêm nhiều việc nữa, làm cho ba mẹ vui lòng. Con xin hết. Sau những ngày đi tu, con về nhà là con hứa sẽ hiếu thảo với cha mẹ hơn, không cãi lời cha mẹ. Còn cái việc học hành là con sẽ học thật giỏi để cho cha mẹ vui lòng. A Di Đà Phật, con xin trả lời là khi xong khóa tu này, khi về nhà con sẽ để giúp đỡ ba mẹ nhiều hơn, nghe lời ba mẹ và không cãi lại. Còn việc học hành ấy, thì con sẽ cố gắng học thật giỏi, học chăm chỉ để không phụ lòng cha mẹ. Sau 7 ngày đó thì các con phải hứa, thứ nhất là về nhà nghe lời cha mẹ, thứ hai là cố gắng học tập, thứ ba là gì? Siêng năng phụ giúp gia đình, phụ giúp cha mẹ, nhớ không? Ở đây các con buổi sáng á, dậy thì làm gì hả? Có gấp mền rồi gấp xếp chiếu gối lại không? Ở nhà có làm việc đó không? À, không được á. Bây giờ mình đi chùa học rồi, mai mốt sáng dậy là phải gấp mền, xếp gối, chiếu rồi cho đàng hoàng lại, chứ không phải là bắt cha mẹ làm. Cái đó là tự mình phải làm. Ở chùa dậy, thức dậy mấy giờ? Mấy? 5 giờ chứ 3 giờ gì? 5 giờ. Mai mốt về nhà sáng dậy mấy giờ? Mấy? Dậy 5 giờ. Còn nếu mà dậy trễ nữa là 6 giờ chứ không được dậy 7 giờ. Trong số các bài viết đó thì các thầy có chọn ra một số bài của các bạn viết rất là có cảm xúc. Còn bài nào các con viết cũng hay hết á, nhưng mà chọn được một số bài để có thể đọc cho các con nghe. Và thầy muốn là bạn nào mà có tên ở đây á
thì sẽ lên đọc, rồi sau đó thì sẽ được một cái phần thưởng. Để trước nhất là mời bạn Phạm Thị Tuyết Băng. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin nói cảm nghĩ của mọi con về khóa tu mùa hè năm 2020. Đầu tiên con xin cảm ơn mẹ đã cho con đi học hè ở chùa Hoàng Pháp. Nhờ vậy con mới nhận ra được lỗi lầm của mình. Và con cũng cảm ơn các quý thầy đã tổ chức khóa hè này cho con. Con rất biết ơn các thầy đã tạo cho chúng con một sân chơi. Học hè ở đây tuy chỉ có 7 ngày nhưng thật có ý nghĩa. Nhưng đại ý lớn nhất mà con muốn nói là rủi về mẹ. Mẹ ơi, con thật sự xin lỗi. Từ khi cha mất, con chỉ biết lo nghĩ cho bản thân hay vô cảm và ít quan tâm tới mẹ. Con chỉ nghĩ tới danh dự, lòng tự trọng mà cứ bắt mẹ phải mua này, mua nọ cho con để có đủ như bạn bè. Nhưng con chưa bao giờ nghĩ tới việc mẹ phải một thân một mình nuôi con. Vừa làm cha là mẹ, có khi con còn cãi lại, hỗn hào với mẹ. Và cũng có lúc lời xin lỗi của con gửi đến mẹ chưa chắc đã thật lòng. Nay được học hè ở chùa Hoàng Pháp, con mới biết con sai nhiều. Con chỉ nghĩ cho niềm vui bản thân, chứ ít khi nào quan tâm tới niềm vui của mẹ, sự vất vả của mẹ. Con ngàn lời xin lỗi và cảm ơn mẹ. Con thật sự không dám hứa trước điều gì, nhưng con sẽ cố gắng giúp đỡ việc nhà cùng mẹ, biết quan tâm mọi người xung quanh và tập tính nhẫn nhục hơn nữa, không đua đòi, hung dữ lì lợm và biết lắng nghe hơn. Cuối lời con xin cảm ơn tất cả quý thầy chùa Hoàng Pháp. Và con cảm ơn ba mẹ, con yêu ba mẹ nhiều. Chúc quý thầy nhiều sức khỏe. Trong thời gian rất là ngắn, chỉ có 2 tiếng đồng hồ mà bạn đã viết được một bài rất là đầy đủ ý nghĩa và rất là cảm xúc. Tiếp theo thầy mời bạn Nguyễn Cao Đăng Khoa. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin đọc Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 7 năm 2020. Hôm nay đã là ngày thứ 5 trong khóa tu 7 ngày ở chùa Hoàng Pháp. Lẽ ra giờ này con không có ở đây đâu. Lẽ ra giờ này con đã ở nhà chuẩn bị hành trang cho thật kỹ, để con có thể tự tin vững bước trong năm sau, một năm lớp 9 đầy cam go và thử thách. Nhưng nhờ có mẹ, mẹ đã luôn khuyên con, thuyết phục con tham gia khóa tu hè này để con có thể vui chơi, thư giãn và đặc biệt là học cách làm người, học cách kìm nén cảm xúc và cho con cơ hội gặp gỡ những người thầy vĩ đại để con có thể học được sự tự tin và phong thái đỉnh đạt của các thầy trong khi giao tiếp, thứ mà con đang thiếu. Con đã từng suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ trong những lời giảng của các quý thầy, quý cô, và mỗi khi nghĩ về ba, về mẹ, con đều khóc. Con khóc vì tại sao hồi đó con lại ngỗ nghịch như vậy? Tại sao hồi đó con lại để ba mẹ buồn? Mẹ khóc chỉ vì con. Tại sao? Đã bao lần rồi, bao lần mẹ rầy con, bao lần mẹ đánh con và bao lần mẹ khóc vì con. Và trong khi đó, trong khi mẹ la con, mẹ đánh con thì con đã làm gì mẹ? Chẳng phải con đã cãi lại mẹ hay sao? Chẳng phải là con đã luôn gây lại, luôn trừng mắt khi nhìn mẹ la hay sao? Vậy cớ sao mẹ vẫn là người tha thứ, luôn là người yêu con đó sao? Khi con tới đây, con đã luôn có 2 luồng cảm xúc, vui và buồn. Con buồn vì những lần lỗi lầm mà con đã gây ra cho ba mẹ. Vui vì con được có được niềm hạnh phúc là còn có ba, còn có mẹ, còn luôn có cơ hội được nói lời yêu thương, lời xin lỗi, lời cảm ơn và lời yêu thương. Điều đầu tiên khi con gặp lại ba mẹ sau khi khóa tu 7 ngày, con sẽ nói rằng: ba mẹ ơi, con thương ba mẹ nhiều lắm. Con xin hết rồi. Mời bạn Võ Thục Uyên.
Ba mẹ kính yêu, con xin lỗi ba mẹ về những việc làm không đúng của mình. Con cảm ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau con. Con nghe sư thầy nói là lúc sinh là lúc đối mặt với tử thần, nhưng mẹ đã không bỏ cuộc. Mẹ đã cố gắng hết sức để sinh con ra. Khi con cất tiếng khóc chào đời, con nghĩ là mẹ mừng lắm. Con cảm ơn mẹ đã hy sinh tất cả vì con, như là ăn mẹ nhường cho con đồ ăn ngon. Khi con còn nhỏ, mẹ đã cho con uống những dòng sữa ngọt ngào, để bây giờ thân mẹ gầy mòn. Hằng ngày buổi sáng mẹ phải dậy rất sớm để nấu bữa sáng. Khi ăn sáng xong, mẹ đi làm, có khi mẹ không ăn cơm trưa vì mẹ bận với công việc. Buổi chiều dù mẹ rất mệt nhưng mẹ vẫn cố gắng nấu cơm và làm việc nhà. Còn ba thì buổi sáng ba cũng như mẹ đi làm, chiều khi ba chở con về là mồ hôi ướt hết áo của ba. Người khác cảm thấy mùi đó rất hôi, nhưng con cảm thấy mùi đó là một mùi thơm, bởi vì những giọt mồ hôi đó đã nuôi con ăn học và chẳng có gì là hôi cả. Ngược lại, con rất thích ngửi mồ hôi đó. Con xin lỗi ba mẹ vì con đã không nghe lời ba mẹ, cãi lời ba mẹ. Con hứa từ bây giờ sẽ ngoan hơn, không cãi lời ba mẹ. Con rất hạnh phúc vì được làm con của ba mẹ. Con yêu ba mẹ rất nhiều. Rồi bây giờ mời bạn gì đây? Đặng Thị Minh Tuyết. A Di Đà Phật, con xin đọc. Ngày 20 tháng 7 năm 2020. Mẹ ơi, đã 7 ngày con xa mẹ rồi. Con rất nhớ mẹ, con nhớ giọng nói của mẹ, nhớ từng món cơm mẹ nấu, con nhớ mẹ lắm. 2 ngày trước, con đã được nghe giảng về chủ đề gia đình là chốn để yêu thương. Con đã khóc và khóp rất nhiều, và hôm nay con viết lá thư này gửi mẹ, mong bố mẹ sẽ đọc được nó. Lời xin lỗi của con, mẹ ơi, con xin lỗi vì con đã lỡ nói dối mẹ khá nhiều. Mẹ còn nhật. Cái năm chỉ con mới học lớp 2 thôi. Mỗi buổi sáng mẹ thường mua cho con một hộp cơm để ăn sáng. Ngày hôm ấy con mới chỉ ăn được một ít, chỉ vì no quá nên con đã bỏ. Ngày hôm sau con lại tiếp tục. Mấy ngày đầu con ăn rất ngon, nhưng ngày hôm sau con vì ngán quá nên con đã bỏ nó. Vì sợ mẹ la nên con đã nói dối mẹ. Con thành thật xin lỗi mẹ. Lời cảm ơn gửi tới bố mẹ. Cảm ơn bố. Con xin cảm ơn bố vì đã nuôi nấng con từ thuở con vừa lọt lòng. Cảm ơn bố vì đã dạy dỗ con nhiều thứ mới mẻ trong cuộc sống phức tạp ngày. Con xin cảm ơn bố rất nhiều. Cảm ơn mẹ. Con xin cảm ơn mẹ vì đã chăm sóc con khi con còn trong bụng. Cảm ơn mẹ vì đã nuôi nấng con đến bây giờ. Cảm ơn mẹ vì đã mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày. Cảm ơn mẹ vì đã dạy dỗ con nên người. Con xin cảm ơn mẹ. Lời hứa của con xin hứa với bố mẹ rằng từ bây giờ con sẽ không nói dối bố mẹ nữa. Con sẽ thật ngoan, cố gắng học thật giỏi, vâng lời bố mẹ. Suy nghĩ của con. Bố mẹ à, con cảm thấy bố mẹ thương em nhiều hơn con. Con biết vì em còn nhỏ nên bố mẹ sẽ thương em nhiều hơn. Nhưng không chỉ thương mà bố mẹ còn bên em nữa. Con cảm thấy rất buồn vì bố mẹ luôn đặt áp lực lên con. Sao lúc nào bố mẹ cũng so sánh con với chị. Con cảm thấy lúc nào chị ghẻ nhà thì bố mẹ đều hỏi thăm và lắng nghe chị hết. Bố mẹ có bao giờ hỏi con chưa? Bố mẹ có bao giờ hỏi con vui hay buồn? Hay con chỉ là người tàn hình thôi? Nhưng con lúc nào cũng yêu quý bố mẹ nhất. Mời bạn Nguyễn Hoàng Quyền. A Di Đà Phật, bạch sư phụ, con xin đọc ạ. Ba mẹ à, giờ ba mẹ đang làm gì vậy? Khi ba mẹ đọc được bức thư này cũng là lúc con trai của ba mẹ đã trưởng thành rồi. Con cảm ơn ba mẹ vì đã cho con vào ngôi chùa Hoằng Pháp thân yêu này để tu khóa tu học hè, và con đã nhận ra lỗi lầm của con. Con xin lỗi ba mẹ vì những lỗi lầm mà con đã gây ra. Dù biết chỉ là lời xin lỗi này không thể bù đắp chút, nhưng con đã biết những sai lầm của con đã nhiều lần làm cho cha mẹ buồn và khóc. Nhưng mà con hứa lần này tu học về con sẽ thay đổi bản thân.
để là một đứa con ngoan, trò giỏi để cha mẹ vui lòng. Con sẽ cố gắng bù đắp lại tất cả lỗi lầm của mình để là một người con có hiếu. Ba mẹ ơi, con ở trong chùa rất là vui. Các thầy đều rất yêu thương con, luôn chỉ dạy rất nhiệt tình. Tối nào con cũng tụng kinh Vu Lan để báo hiếu cho ba mẹ đó ạ. Ngoài ra con còn kết thân với nhiều bạn lắm, ba mẹ ạ. Không còn bỡ ngỡ như lúc ngày đầu nữa. Tuy các thầy có hơi nghiêm túc, nhưng cũng muốn cho các bạn và em nhỏ ở đây có thể hiểu cha mẹ nhiều hơn. Vào mỗi buổi sáng và chiều đều có các thầy, các sư cô về giảng dạy và có rất nhiều bài giảng rất hay và xúc động, làm cho con nhớ đến cha mẹ lặn lội ngoài trời nắng để kiếm tiền lo cho con và em ăn học. Từ trước đến giờ con luôn làm những điều ngỗ nghịch với ba, với mẹ. Con nhớ lúc trước con rất là lì, cha mẹ nói một lời là con đều cãi lại, giận cá chém thớt với cha mẹ, đùng đùng chạy vào trong phòng và đập phá đồ đạc để trả thù cha mẹ. Nói gì đều không nghe, nhưng trong lúc ấy con lại ngồi một mình suy nghĩ là không biết mình làm như vậy, cha mẹ có buồn vì mình không? 9 tháng 10 ngày cha mẹ sinh mình ra, nếu làm như vậy thì mình thật là bất hiếu với cha mẹ. Khi nhỏ vì bà nội đã quá nuông chiều, để rồi từ đó con trở nên hư hỏng và làm những điều mà một người con không nên làm. Có lần con nói dối cha mẹ, đến khi cha mẹ phát hiện thì con lại lấy cớ này cớ nọ để minh oan một cách vô ích. Khi cha mẹ la rầy thì con không chịu nghe mà còn cãi lại. Khi đó mẹ đánh con vài cái, xong rồi mẹ lại tự đánh mình. Khi đó con không kềm được nước mắt mà quỳ xuống van xin: mẹ ơi, mẹ đừng đánh mẹ mà hãy đánh con đi. Con thật là bất hiếu có phải không mẹ? Có phải sinh con ra là một sai lầm lớn nhất phải không mẹ? Mẹ không nói gì, rồi như một người mất hồn vậy. Nhưng mẹ lại là người tối đến vào phòng và xoa dầu vào vết thương cho con. Rồi mẹ ngồi khóc. Rồi có khi đêm xuống, ba nói cho con những điều hay trong cuộc sống, răn đe chúng con. Rồi ba kể về cuộc đời của ba lúc nhỏ, rồi ba khóc. Đó là những giọt nước mắt của một người đã từng trải qua nhiều niềm đau trong cuộc sống. Một người đàn ông từng nếm nhiều mùi vị đắng cay ngọt bùi, và chính cha mẹ đã cho con trưởng thành như ngày hôm nay. Và con xin cảm ơn cha mẹ vì ba mẹ đã sinh con ra trên thế giới này. Cảm ơn vì cha mẹ đã nuôi con khôn lớn. Và cảm ơn cha mẹ vì tất cả. Con xin hết ạ. Bạn này viết bài rất là hay. Còn một bạn nam nữa, Trần Hữu Nhân. Ngày 20 tháng 7 năm 2020, kính gửi cha mẹ thân yêu của con. Trong những ngày qua, con đã học được rất nhiều bài học từ quý thầy. Con đã nhận ra con có rất nhiều lỗi với ba mẹ, từ việc ăn nói đến thái độ. Con xin lỗi ba mẹ vì đã làm cho ba mẹ thất vọng. Con từng nói dối ba mẹ rất nhiều lần, từ việc về kết quả học tập của con. Có lần con đi ăn sáng nhưng thành thật con đã đi chơi game. Con đã phủ định tất cả lời mẹ nói và không nghe lời, tự làm theo những gì mình thích. Con rất xin lỗi mẹ. Ba, con xin lỗi vì đã hỗn hào, cãi lời, đòi hỏi ba đủ thứ dù biết ba ít tiền. Con xin lỗi ba, những ngày qua con có lúc buồn, lúc chán, lúc vui. Những ngày đầu con rất buồn vì nhớ nhà, chưa quen bạn. Nhưng những ngày sau con đã dần thích nghi. Ở đây vui lắm mẹ à, không chán như con tưởng.
Con được chơi rất nhiều trò chơi, chơi cờ với các bạn, xem xiếc và có chú Hề nữa. Mẹ ba có biết không, mỗi tối con đều tụng kinh với các thầy, mỗi lần đều tụng hơn nửa tiếng. Nhờ tụng kinh nghe lời thầy dạy, con đã hiểu được ba mẹ cực khổ thế nào. Đồng tiền không dễ kiếm, vậy mà con không biết quý trọng đồng tiền và đuôi đòi nhiều thứ mà không nghĩ đến ba mẹ. Con cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra. 9 tháng 10 ngày mẹ đã rất vất vả vì phải mang con trong bụng. Ba mẹ cấp cho con đầy đủ vật chất từ quần áo, giày dép, thức ăn và cả niềm vui cho con. Ba mẹ cho con đi học để được kiến thức. Cứ mỗi năm, mẹ đều sắm sửa đầy đủ dụng cụ học tập để cho con đến trường. Trong những ngày qua, con không thực sự cố gắng trong việc học vì con đã mải mê chơi game không lo học bài. Con bây giờ đã bỏ game. Con hứa năm lớp 8 đây con sẽ cố gắng đạt lại giỏi cho cha mẹ vui lòng. Con xin cảm ơn tất cả những gì ba mẹ đã dành cho con suốt thời gian qua. Con xin hứa sẽ thay đổi bản thân, sẽ trở thành một người con hiếu thảo để cha mẹ vui lòng.